Thương hiệu Porsche là một trong những tượng đài trong làng siêu xe. Bên cạnh đó, Porsche cũng là một trong những thương hiệu nổi tiếng về phụ kiện hút thuốc, cũng như những chiếc siêu xe hoàn hảo. Phụ kiện xì gà của hãng cũng cực kỳ được săn đón bởi thiết kế độc đáo cùng chất lượng vượt trội. Cùng Ambe khám phá top phụ kiện xì gà Porsche siêu sang trọng cho quý ông đẳng cấp nhé. Bật lửa Porsche Design. Được lấy cảm hứng từ dòng siêu xe cùng tên, bật lửa Porsche sở hữu phong cách phóng khoáng, độc đáo và hiện đại. Những mẫu bật lửa của hãng đều có công dụng mạnh mẽ, bền bỉ như những chiếc siêu xe. Không chỉ vậy, thiết kế nổi bật và độc đáo trong từng sản phẩm cũng chính là điểm cuốn hút tuyệt vời. Mẫu Porsche LG017 chính là siêu phẩm bật lửa mang trọn tinh thần của thương hiệu, với thiết kế thể thao ấn tượng, mang phong cách hiện đại, trẻ trung và thời thượng. Porsche LG017 là bật lửa khò một tia siêu mạnh mẽ với công nghệ đánh lửa IC bền bỉ mang lại công suất tuyệt vời. Nó cũng được tích hợp ô quan sát gas và bánh xe điều chỉnh nhiên liệu ở đáy bật lửa. Đây chính là mẫu bật lửa hoàn hảo, trọn vẹn về cả tính thẩm mỹ và chất lượng. Những fan xì gà và siêu xe sẽ không thể bỏ qua mẫu bật lửa tuyệt vời này. Mẫu bật lửa Porsche P3643 có kích thước như một chiếc bút dễ dàng đặt trong túi áo, túi quần. Màu sắc bật lửa vô cùng sang trọng, vỏ ngoài tạo hiệu ứng lì mịn tinh tế và bắt mắt. Porsche P3643 cũng được trang bị lửa khò một tia với công nghệ đánh lửa IC siêu bền bỉ và mạnh mẽ. Nó sẽ là mẫu bật lửa cho quý ông yêu thích phong cách tối giản mà sang trọng. Dao cắt xì gà Porsche P3626 Design. Một trong những phụ kiện quan trọng với quý ông xì gà đó chính là dao cắt. Sở hữu những nét cắt nhanh, cắt chuẩn và cắt ngọt sẽ giúp quý ông nâng tầm trải nghiệm hút xì gà. Những tiêu chí đó đều được Porsche đáp ứng hoàn hảo trong từng mẫu dao cắt độc đáo, thiết kế kim loại cao cấp, bề mặt nhám sang trọng và ấn tượng. Porsche P3626 mang phong cách nam tính mạnh mẽ và hiện đại. Logo Porsche Design được khắc chìm ấn tượng bên thân dao cắt, tổng thể toát lên nét cao sang, đẳng cấp. Không chỉ tuyệt vời trong thiết kế, Porsche P3626 còn cực kỳ tiện lợi. Nó được tích hợp hai loại dao cắt trong một. Quý ông có thể linh hoạt sử dụng với nhiều loại xì gà khác nhau, lưỡi cắt sắc, chuẩn, đảm bảo cắt xì gà nhanh gọn. Ngoài ra, dao cắt còn được trang bị thêm đục xì gà tiện lợi, một món phụ kiện tuyệt vời cho quý ông thưởng thức xì gà lên một tầm cao mới. Gà tàn Porsche BC6004. Để làm hoàn hảo hơn bộ sưu tập phụ kiện Porsche, quý ông không thể bỏ qua mẫu gà tàn đẳng cấp Porsche BC6004. Gà tàn được làm từ kim loại cao cấp siêu bền, màu sắc sang trọng, toát lên sự đẳng cấp đến từng chi tiết. Sự tối giản trong thiết kế trơn lại chính là sự kết hợp tuyệt vời với điểm nhấn logo Porsche. Trong lòng gà tàn nổi bật với hình ảnh sắc nét của logo thương hiệu, tạo nên điểm nhấn ấn tượng tuyệt vời. Đây là mẫu gà tàn một điếu tiện lợi, một phụ kiện tuyệt vời không thể thiếu của những fan Porsche chính hiệu. Bao đựng xì gà Porsche PC4002. Thú chơi xì gà chính là nghệ thuật, trong đó việc bảo quản xì gà đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo nên những trải nghiệm tuyệt vời. Bao đựng xì gà Porsche PC4002 được thiết kế để làm nên điều đó. Điều đặc biệt của PC4002 so với các mẫu khác trên thị trường là chất liệu. Thành phần chính cấu tạo nên là những sợi carbon, khiến trọng lượng của PC4002 nhẹ đến kinh ngạc. Chất liệu này cũng nổi tiếng với độ bền hoàn hảo, hạn chế va đập cực kỳ tốt, một cách tuyệt vời để bảo quản những điếu xì gà hảo hạng nhưng vẫn mang phong cách sang trọng và đẳng cấp. Như vậy, Ambe vừa cùng các bạn khám phá top phụ kiện xì gà Porsche siêu sang trọng cho quý ông. Bạn yêu thích sản phẩm nào nhất? Hãy comment bên dưới cho Ambe biết nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nhấn like và đăng ký để xem thêm nhiều video mới từ Ambe nhé.